Pak. Mana? Di toko kan? Không vào được, thế mẹ không xem thì con bao nhiêu câu vì nó bị đơ máy rồi, thế mẹ phải chụp màn hình mình gửi riêng cho ta. Tiếng Việt đọc chậm đấy, mẹ mà con ở nhà thì mẹ kệ con nhỉ. Trên này xem Hà Nam.